hôm nay tôi cho các bạn xem những ngày mà tôi nuôi bé vọc lớp ly khôn lớn bằng bột ăn dặm trẻ em, là từ lúc mà còn là chú vọc nhỏ bằng cái lòng bàn tay của Tiêu thôi mà tôi đã nuôi lớn đến như vậy, và phải đổi rất nhiều kiểu thức ăn khác nhau thì bé vọc mới có thể khỏe mạnh và to được như vậy. Nhưng đây mới chỉ là 2 năm thôi nha các bạn, vậy mà bé vẫn không sống nổi với Tiêu, bởi vì trong môi trường của con người không thích hợp với loài vọc. Nhìn lại cảnh tượng bé vọc ăn rất giống con người, ăn nằm ngã ngướng ra như vậy. Tôi đã muốn chia sẻ cho các bạn rất sớm, nhưng mà sợ các bạn lại làm hại loài vọc, nên tôi đã giữ những kỷ niệm này lại để bây giờ đây mới có thể cho các bạn xem. Nên tôi khuyên các bạn đừng hại loài vọc nữa, chúng hoàn toàn giống như anh em của chúng ta. Chúng ta cướp đi môi trường sống của loài vọc, cho nó vô môi trường sống của chúng ta, chắc chắn bé sẽ không thể phát triển tốt được. Bệnh tật của chúng ta sẽ lây cho bé, đúng không lớp ly? Bây giờ tuy con đã đi rồi, nhưng mà con lúc nào cũng trong lòng của Tuy Ui và tất cả thành viên đại gia đình của người cá. Và các em người cá chúng ta phải tạo ra một cái quỹ gấp thôi để bảo vệ tương lai các loài vọc, những loài anh em của lớp ly ha. Yêu nhiều lên, yêu là thả thú. Tình yêu như món quà, khi có nhau đừng quên là thương vui khóc cùng nhau mà, cớ sao ta vội muốn cách xa. Ngộ thiệt, lớp ly mỗi lần tôi hát là mấy con chó nó chu nó chéo, không biết nó khen hay nó chửi nữa, đố các bạn á.